đã liền ở trong cơ thể hồn hạch cũng tại trước mắt nổ nát vốn. Kinh khủng hơn chính là những thứ này nổ nát vốn hết thấy đều ở đây ở trong khoảng khắc từ trong cơ thể hắn trào lên mà ra. Mãnh liệt suy yếu cảm giác làm cho hắn thậm chí ngay cả đứng vững đều xuất hiện vấn đề. Khán giả nhìn không tới, hắn lại có thể thấy rõ ràng. Đường Phụ Lân đứng ở nơi đó nguy nga giống như thiên thần bình thường, tay phải của hắn liền trước người, toàn bộ bị màu vàng lân phiến bao trùm. Cái kia lân phiến phản xạ 7 màu vàng vầng sáng, nhìn qua chẳng quá là một cái lòng cháo. Có thể cái kia lòng cháo tại Lý Duy Tử ở trong mắt dường như có thể cầm nắm thiên địa. Một cái có 7 màu quang mang hắc động ra, liền như vậy hiện xuất hiện ra ở trong lòng bàn tay của hắn. Lý Duy Tử thân thể không thể nào khống chế nổi, chậm rãi hướng ra hắn hoạt động qua. Mãnh liền tử vong sợ hãi, khiến cho Lý Duy Tử đều muốn kêu thê lương thảm thiết. Có thể hắn rồi lại là có một chút xíu âm thanh đều không phát ra được. Chung quanh hết thấy đều như vậy vặn vẹo lên đấy. Trước mặt địch nhân là như thế nào khủng bố, như thế làm cho người núi cao nhìn lên. Hắn cuối cùng là như thế nào tồn tại, đã xong hết thảy xong đời. Liên tại Lý Duy Tư cho rằng mình đã phải chết thời điểm đó, đột nhiên vặn vẹo không gian chấn động mãnh liệt một cái, hết thảy đều quy về bình tĩnh. Phù phù một tiếng, Lý Duy Tư trực tiếp ngã trên mặt đất, miệng lớn miệng to thở hổn hển. Mà tại hắn đối diện này, lúc trước còn vô cùng nguy ngã Đường Phụ Lân như là oà một tiếng phun ra một ngụm máu tươi, thân thể lắc lư một cái, mới miễn cương đứng vững, sắc mặt cũng trở nên càng thêm tái nhợt. Cái gì long trào, long lấn, đầu giống, sớm đã tại đây một cái chớp mắt không còn sót lại chút gì, cũng tại không có gì dường như liền thiên địa đều muốn phá toái cảm giác. Cái này cuối cùng xảy ra chuyện gì? Thân là Thuyết Minh, Ngải Phi vốn đã không nên nói ra như vậy, thế nhưng mà hắn nhìn đứng lên trên trận đấu này cho thấy ấn tượng chính là như vậy. Đúng vậy, cuối cùng xảy ra chuyện gì? Hắn hoàn toàn không rõ. Vốn là sương mù dày đặc, sau đó sương mù dày đặc đặc biệt sắc, sau đó sương mù dày đặc biến mất, sân đấu bên trên ánh sáng vặn vẹo, sau đó đã sóng, một cái thổ huyết, một cái ngã xuống đất, toàn bộ quá trình trước sau cũng liền vài phút mà thôi. Đã nói ra đây là đặc sắc quyết đấu, đã nói đây là va chạm, đã nói đây là huyễn lệ đều đi đâu rồi. Không chỉ là hắn, khán giả cũng thất vọng. Từ tình huống trước mặt đến xem, không hề nghi ngờ hay vẫn là Đường Phụ Lân chiến thắng. Thế nhưng mà hắn là như thế nào thắng đó? Tình huống của hắn rõ ràng cũng thật sự không tốt. Đây là một trận thế lực ngang nhỏ va chạm, bằng không mà nói làm sao lại biến thành như vậy. Chẳng qua là mọi người cái gì cũng không thấy, mua phiếu tiến trận là vì nhìn đặc sắc quyết đấu đó. Trong lúc nhất thời, toàn bộ thính phòng đều trên một mảnh xôn xao, rất nhiều người xem đều bất mãn kêu to. Trọng tài tiếp chấn, tới trước đến Lý Duy Tư bên cánh, chứng kiến như Trương Hải mắt thất thần đã không có tiêu điểm của Lý Duy Tư, nhìn lại một chút Đường Phụ Lân. Đường Phụ Lân hướng hắn sau một cái chính mình không thành vấn đề thủ thế. Thắng bại phán đoán liền đơn giản, 66 số Ngọc Long Nguyệt chiến thắng. Đường Phụ Lân chậm rãi đi vào trong Lý Duy Tư bên cánh, đem hắn từ trên mặt đất kéo lên trên, nhìn qua hữu hảo vỗ vỗ bờ vai của hắn. Lý Duy Tư trong đầu lúc này vang lên từ trong Đường Phụ Lân âm thanh: ngươi không có cái gì chứng kiến, cái gì cũng không biết, ngươi hồn hạch sẽ tại trong 7 ngày một lần nữa ngừng tú, hết thảy cũng sẽ không có cái gì bất đồng, nghe rõ chưa? Lý Duy Tư linh hồn dùng mình một cái, lúc này mới một lần nữa khôi phục lại tinh thần, nhìn xem Đường Phụ Lân nhãn thần tràn đầy hoảng sợ, sau đó vô cùng cung kính hướng hắn nhẹ nhàng gật đầu: ta minh bạch rồi. Đường Phụ Lân mỉm cười, sắc mặt tái nhợt, có một chút lảo đảo xoay người mà đi. Hắn hơi khẽ cúi đầu, không để cho bất luận kẻ nào chứng kiến hắn lúc này nhãn thần, bởi vì tại hắn ở trong ánh mắt tràn đầy cuồng hỉ. Thành công, hắn cuối cùng đã thành công. Tại đã trải qua nhiều ngày như vậy thiên giến, hơn nữa nguyên ân chấn thiên áp bách, tăng thêm chính mình tu luyện từng ấy năm tới này như vậy lĩnh ngộ, nguyên tố chỉ kiêm tẩy lễ, ngày hôm qua cùng với nguyên ân chấn thiên trận chiến ấy, nếu như nói làm cho hắn tìm được, dung hợp ra hình thức ban đầu, như vậy thì ngày hôm nay, hắn liền chứng minh rằng chính thức hoàn thành chính mình tất cả năng lực lần thứ nhất dung hợp. Long là kim long phương, hoàng là làm ngân hoàng, hoàng kim long hống, lam ngân kim quang trấn, kim long chấn bạo, pháp tắc chỉ lực, vương xả chỉ lỗ. Còn có một chút Đường Phụ Lân nói không rõ đạo không rõ đồ vật, tại vừa mới vừa rồi cái kia một chớp mắt kia, rút cuộc thông hiểu đạo lý, hội tụ thành một quyền kia. Cấm vạn pháp, long hoàng phá. Đường Phụ Lân thổ huyết cũng không phải là bởi vì quá độ sử dụng năng lượng bản thân, mà là bởi vì hắn tận khả năng áp chế một kích này, không để cho uy lực của nó chính thức triển khai nguyên nhân, bằng không mà nói đối thủ làm sao có thể sống sót.
Trong đầu ông quanh quẩn đều như vậy, tại trong dung hợp ở trong nháy mắt đó biến hóa, đồng thời cũng có nguồn gốc từ trong tại long hạch, hồn hạch biến hóa, long hạch chầm xuống hồn hạch bay lên, tại một quyền kia oanh ra trước mắt, long hạch cùng với hồn hạch đúng là hoàn toàn hóa thân thành một thể, tinh thần chi hải hình chiếu liền hàng lấm tại trong dung hợp bọn hắn phía trên, ba là một thể. Cái kia từng cái chữ hồ lên cũng không phải là vì huyễn khốc, mà là đi qua từng cái chữ phun ra âm thanh, chấn động ở trong cơ thể của mình vốn có hết thể lực lượng, hoàn thành cuối cùng dung hợp. Hắn hồ lên trên bốn chữ, hoàn toàn là tại ở trong chốc lát trong đầu hình thành, hết thảy đều như vậy mà tự nhiên mà vậy, dường như thiên địa pháp tắc lên như vậy. Thẳng đến một quyền kia oanh ra, Điều Vô Lân mới hiểu được hồn sự đỉnh phong đến tuột cùng là cái gì, không phải sử dụng pháp tắc mà là phá tàn pháp tắc. Bản thân hắn tu vi cũng không có tại đây nhất thức biến hóa ở trong tăng lên, thế nhưng mà cảnh giới của hắn cấp độ cũng tại trước mắt hoàn thành thăng hoa. Hắn giờ khắc này đây thậm chí khát vọng mình có thể cùng với Nguyên Ân Chấn Thiên tái chiến một trận. Nguyên vẹn một thức này Long Hoàng phá dùng ra, chính thức đem một chút nó uy năng có thể thông suốt tới trình độ cao. Cái kia cũng không phải nhất thiên nhất thiềm biến hóa, mà là một loại xưa này chưa từng có đột phá pháp tắc cường đại. Hơn nữa cùng với chương tất cả tượng nghĩ ra năng lực đều bất đồng, Đường Vũ Lân có thể rõ ràng cảm giác được, lần này dung hợp, một thức này nhất định sẽ theo tu vi của hắn tăng lên trên mà tăng. Hắn rốt cuộc đã có một chút thức chú ý ra thuộc về chính mình cường đại năng lực, đây mới thực sự là đường. Tại tu vi đột phá phong hào đủ lá, bản thân hắn cơ bản xuất hiện ra một vài vấn đề về sau, hắn rốt cuộc lại đem bản thân trụ cột một lần nữa đâm ra, chính thức bước vào trong cảnh giới này. Đằng sau thi đấu hắn một chút hứng thú đều không có, cũng không có chú ý quan sát, hắn hiện tại chỉ muốn nhanh lên phản hồi lại đoán tạo sư hiệp hội, đem chính mình thể ngộ ra thông hiểu đạo lý, triệt để đem một thức này ổn định trở lại. Long Hoàng phá hiệu quả có thể phá vạn pháp, hết thảy hư ảo năng lượng tinh thần loại công kích tại trước mặt nó đều phá toái. Cả kia pháp tắc trực tiếp cải biến là thiên địa chi lý quất túng. Trở lại khu nghỉ ngơi, Đường Vũ Lân lúc này mới cảm giác được chính mình suy yếu, đại não xuất hiện ra từng đợt mãnh liệt mê muội cảm giác, toàn thân dường như hử thoát bình thường, mồ hôi lạnh chớp mắt thấm đẫm rồi vào áo. Hắn vốn là thân bị trọng thương, tình huống thân thể không tốt trở lắm, mà trước đột phá thời điểm đó càng là tận hết sức lực đem bản thân đầy đủ mọi thứ đã tiến hóa thành dung hợp. Tại đây dạng dung hợp ra ở trong quá trình còn là lo lắng thân thể của chính mình thừa nhận năng lực. Tại anh kích động tinh thần ủng hộ ra hạ đi xuống về sau, thân thể mặt trái trạng thái mới hoàn toàn bộc phát. Lúc Đường Vũ Lân đặt mông ngồi tại trên mặt ghế thời điểm đó, liền một chút cũng không muốn nhúc nhích rồi, thậm chí ngay cả lưng lên trên một ngón tay giống như cũng có một chút không dễ dàng. Hắn đã thật lâu không có quá như vậy suy yếu cảm giác, mà hết lần này tới lần khác ở thời điểm này, hắn tinh thần là hưng phấn như vậy. Loại cảm giác này rất kỳ diệu, thân thể khốn cùng khiến cho đại não trở lên càng thêm thanh tĩnh. Lúc trương tất cả biến hóa tại trong lòng quán lắng đóng, Đường Vũ Lân biết rõ chính mình thành công, rốt cuộc thành công đã sáng tạo ra thuộc về đồ đạc của mình. Hắn cần lắng đọng triệt để nắm giữ ra một thức này, mà đã có một thức này thành tựu trụ cột, như vậy lại thông hiểu đạo lý mặt khác, năng lực liên trở lên thuận lý thành trường. Đợi đến lúc đem toàn bộ hết gì đó triệt để ra dung hợp về sau, chính là hắn bước vào trong siêu cấp đấu la, thậm chí cực hạn đấu la thời khắc. Hắn bộ này Long Hoàng cấp pháp mới là tương lai có thể cùng với Minh Vương đấu la cáp lạc lác cái loại này ngụy thần cấp cường dạng hành hùng lội tinh. Đúng vào lúc này, một âm thanh quen thuộc vang lên. Đường Vũ Lân miễn cưỡng ngẩng đầu nhìn lại, chỉ thấy đứng ở trước mặt chính mình chính là Lam Phật Tử. Hắn ở trong tay cầm một bình nước đưa về phía của chính mình. Tiếp nhận Lam Phật Tử đưa tới nước, Đường Vũ Lân nói: "Cảm ơn." Lam Phật Tử ở trong mắt Đường Vũ Lân lúc này sắc mặt tái nhợt, đầu đầy mồ hôi, thân thể thiệt thòi hừ rồi tinh mồi rối mù, toàn thân khí tức đều như vậy hỗn loạn, hồ lưng chấn động thậm chí đều như vậy như có như không. Người loại này tình huống thân thể là như thế nào có thể dự thi? Cái loại này luận võ đại hội triều thân đối với ngươi liền trọng yếu như vậy sao? Lam Phật Tử không biết vì cái gì đột nhiên hướng về Đường Vũ Lân chất vấn. Đương nhiên trọng yếu, Đường Vũ Lân không chút do dự trả lời, sau đó liền trực tiếp liên tục uống ra mấy hụm nước, bị nước sạch sảng khoái, thoải mái một chút. Hừ, Lam Phật Tử lúc này hừ lại một tiếng quay người mà đi. Không hiểu thấu sao, đối với cái này vị hỉ nộ vô thường, Đường Vũ Lân thật sự là có một chút sở không được tư duy. Tiểu tử ngốc, đúng vào lúc này một cái âm thanh nhu hòa đột nhiên hiện tại ra hắn ở trong tai vang lên. Đường Vũ Lân linh hồn dùng mình một cái, nhưng là lập tức ý thức được âm thanh này nguồn gốc, trên mặt lập tức lộ ra dáng tươi cười.
Mẹ, người làm sao lại tới đây rồi? Thánh linh Đấu La Nhã Lị không biết lúc nào đã đi tới bên cạnh hắn. Lúc này Nhã Lị nhìn qua tuổi già sức yếu, giống như một vị lớn tuổi bà lão. Trong qua từ trong chân mày giữa miễn cưỡng có thể nhìn ra vài phần nàng nguyên bản tào nhã. Nghe nói người bị thương, ta có thể không đến sao? Vốn ta vẫn sành ấn tại hưởng thụ sinh hoạt đấy. Sao như thế nào tình huống nghiêm trọng như vậy rồi hả? Nghe Thăng Hầm lúc nói, giống như không đến mức như vậy. Chẳng lẽ nó đánh bại một gã bát hoàn hồn Đấu La, còn về phần về để người tiêu hao lớn như vậy sao? Vừa nói Nhã Lị một tay ấn tại đường vũ lần trên lưng. Dùng tu vi của nàng đương nhiên không cần tiếp xúc với có thể trị liệu, nhưng nơi này là công cộng khu nghỉ ngơi, bị người khác chứng kiến không tốt cho lắm. Nhu hòa ấm áp hồn lực sắp vào trong cơ thể, đường vũ lần chỉ cảm thấy chính mình dường như đắm chìm vào trong ấm áp ánh sáng mặt trời bên trong. Thân thể lập tức ấm áp đứng lên trên, lỗ chân lồng khép kín không lại có mồ hôi lạnh chảy ra. Lúc trước ở trong cơ thể vết thương cũng ở đây phần ấm áp thoải mái phía dưới, không nói sẽ được trói buộc. Có mẹ thật là tốt. Đường Vũ Lân ngẩng đầu hướng Nhã Lị cười nói. Nhã Lị khẽ nhàng cười một tiếng. Đứa nhỏ ngốc, ngươi bản nguyên hùng hậu, nhưng lần này lại phản phất có tiêm xúc động, chết tiệt nguyên ân chấn thiên này, hứ. Đường Vũ Lân vội vàng lắc đầu. Không liên quan đến chấn thiên tiền bối sự tính, là vấn đề của chính ta. Vừa rồi ở trong quá trình trận đấu ta có thể tiêm xúc động ra.